Đây là cái lối đi bìa phía bên chợ. Hôm nay là tối 29 Tết. Bìa phía bên chợ thì vắng. Ôi tội nghiệp. Chỗ này có một quầy nằm lẻ loi đây. Đó, anh Hai Tê Ô lợi xải nãy giờ. Con lỡ con không đợi cho bụi con. Đừng có đạp bụi. Thì từ từ đi từ từ chứ con đi lẹ quá sao đi kịp con. Đợi bà Bảy nữa, con đi nhanh quá con đi theo có kịp đâu. Trời, xin chào tất cả các bạn. Rồi, mình trở lại đây, mình là Tê Ô Trà Khịa. Rồi. Rồi mình tiếp tục đi vô chợ. Đi Trà Khịa các bạn. Rồi đi vô chợ dưa hấu, chợ bông. Đầu tiên là mình đi vào chợ dưa hấu. Bữa nay thì mình không có đi giới thiệu nữa, mình chỉ đi Trà Khịa thôi. Tại hồi mỗi lần giới thiệu mọi người rồi. Rồi vậy bây giờ đi vô tới trong thì cô sẽ quay tiếp. Đường này còn ít, đi qua hàng bông bên kia thì sẽ đông và sẽ quay tiếp nha. Mình bật mí bí mật cho các bạn xe và nãy giờ mình bật xe bí mật cho các bạn. Bí mật gì? Bà cô Trang của mình chưa trả tiền livestream lần trước cho mình 100.000. Rồi lần này trả bù rồi, đi tiếp. Lần trước 100.000 đó. Lần này mà không trả là mình sẽ lên video mình tố cáo. Rồi vậy đi tiếp nha. Giới thiệu đi. Đã nói là bữa nay không đi giới thiệu, đi chặt thiệu nha. Rồi ok. Nói cho các bạn nghe là lần trước á. Thôi không có cà khịa nhau nè, đi tới luôn. Cái băng còn không? Đâu có đem tiền không? Còn, không có đem tiền. Bây giờ nói thì sao, mua cho nè. Bây giờ là con ăn kẹo thì con lấy chim cho, còn không kẹo là không lấy chim. Nè, rút một tờ đi 20.000. Đủ không? Đủ. Một tờ hả con? Rồi, mua đi. Thôi cô không ăn, cô không ăn. Mười ngàn đủ chưa? Rồi bây giờ mình sẽ lại chứ đó, ảnh như vậy đó, ảnh mới chịu đó mấy bạn. Đó, anh Teo ăn kẹo bông gòn rồi đó. Quá chừng bông luôn mấy. Đi ra đường này luôn đi thấy. Ra hẳn luôn. À, con muốn quẹo đường nào con quẹo? Đường bên đây vắng hơn. Biết sao không? Chợ này lớn quá, nó hơi bị loãng. Mấy năm trước để cái hàng bông ở dưới công viên á, cho nên nó đông đặc nghẹt. Ở này giờ lên đây lớn quá, nó hơi bị loãng.
rộng dữ dằn rộng luôn nguyên cái khu này mà. Cái cây hạnh năm nay anh Tý có mua hạnh không biết anh Tý. Nhìn bông kìa. Là bông trang của mình trong đây nè. Hay quá ha. Mỗi phân là nở ra một con nha mọi người. Nhưng cái dạ này là rất nhiều bà bông trang quá. Cà phê thoải mái. Quay cô lại coi. Tôi quay cô nha. Từ từ, con nói nè.